Người đóng giày này rất không tử tế. Anh ta còn lấy trộm giày da của khách hàng. Nhưng lúc soi gương, anh ta sợ hãi với khuôn mặt đen trong gương. Bản thân không biết làm sao mà lại trở thành mặt đen như thế này. Sau khi cởi đồ, giày vứt đi, anh ta mới trở lại khuôn mặt như bình thường. Sau khi cú sốc đó, anh ta đã rất vui mừng, một ông già trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Vậy còn đôi giày cao này thì sao? Trời ạ, lại còn có thể chuyển giới nữa. Đương nhiên là lúc anh ta đeo giày của người chết, tự nhiên trở thành thây ma. Anh ta trở thành một chàng trai Trung Quốc và đến khu phố tàu. Không ngờ không nói tiếng Anh nữa. Điều này quá thú vị. Vì vậy, sau đó anh ấy đã mang theo một túi giày khi ra ngoài, gọi một bữa ăn thị soạn và lẻn vào nhà vệ sinh. Có một bữa ăn vì bằng cách thay giày, thậm chí còn cướp giày của Cường Hào trên đường phố, lái xe của Cường Hào đi. Thật là tuyệt vời. Người thợ đóng giày này tên là Mark, nhưng mấu chốt để hoàn thành cuộc thay đổi diện mạo không phải là anh ta, mà là một chiếc máy khâu. Mấy ngày trước, một anh chàng da đen đến quán để sửa giày, với thái độ khó chịu, nhưng mà xem ra lại rất có tiền. Mark biết anh chàng này không dễ chịu, anh ấy bắt đầu làm việc sau khi anh chàng da đen rời đi, sau đó sửa chữa. Máy khâu bị cháy, bây giờ làm sao có thể giải thích chuyện này đây? Vì vậy, anh nhớ đến cái máy khâu cũ ở tầng hầm, nhưng sau khi sửa chữa nó, anh chàng da đen kia đã không đến. Điều này khiến anh vô tình phát hiện ra tác dụng kỳ diệu của chiếc máy khâu. Một hôm, một nữ người mẫu chân dài đã nhờ anh sửa giày cho bạn trai của cô ấy. Nhìn nhan sắc và vóc dáng này, vì vậy, Mark quyết định đeo đôi giày của bạn trai cô và đến nhà cô ấy. Anh mở cửa và thấy cô đang tắm. Anh ta há hốc miệng ngạc nhiên. Mark chưa bao giờ đối diện cảnh này, ngay lập tức cởi bỏ quần áo, nhưng vừa cởi được một nửa, không được, đôi giày này tuyệt đối không thể cởi. Biết rằng nếu sau khi cởi đôi giày thì sẽ biến về bộ dạng như cũ, anh ấy không muốn vào tù vì chuyện này. Vì vậy, Mark phớt lờ lời mời gọi của người phụ nữ xinh đẹp này, nhanh chóng rời đi. Về đến nhà, anh ấy đã sửa giày của cha mình bằng chiếc máy khâu ma thuật này đeo giày lên. Anh ta không khỏi chạnh lòng khi nhìn mình là gương mặt của cha. Hóa ra, cha của Mark ra đi mà không nói lời từ biệt mười mấy năm trước, để anh ta khi biến đổi sống với mẹ già bị bệnh Alzheimer. Nhưng nguyện vọng lớn nhất của người mẹ là có thể cùng bố của anh ăn cơm. Mẹ vui mừng khi thấy chồng Mark đã biến đổi trở lại. Sau khi ăn bữa tối vui vẻ dưới ánh nến, buổi sáng thứ hai tỉnh dậy, mẹ anh đã qua đời. Hóa ra chồng là nỗi hoài niệm lớn nhất của bà. Nhưng Mark bây giờ thậm chí không đủ tiền mua một tấm bia mộ tử tế. Jimmy hàng xóm đã đến an ủi, nhưng chuyện gì đã xảy ra tiếp theo đã khiến anh ta gần như không còn đường để quay lại. 7 ngày sau tang lễ, cửa hàng giày đã hoạt động trở lại, nhưng đã làm lỡ hẹn của anh da đen này. Anh ta vô cùng tức giận, ngay cả khi biết rằng khi mẹ của Mark qua đời, nhưng vẫn luôn trách mắng. Nhưng điều này chắc chắn đã vượt quá sức chịu đựng của Mark. Anh ta kiên quyết yêu cầu anh da đen mang hóa đơn rồi đến lấy giày. Sau đó, anh ta mang một túi giày đi, trở thành một người khác. Anh ta không phải là rất giàu có sao? Tôi lấy một chút cũng không quá đáng chứ. Mark cuối cùng đã tìm ra địa chỉ của anh da đen. Anh ta lẻn vào và lục tìm tài sản và rời đi, nhưng tiền chưa tìm thấy. Thay vào đó, lại là một hộp vũ khí giết người. Và anh ấy là một kẻ ngốc, thậm chí còn lấy ra một cây dùi cui điện và tự mình chạm vào nó. Sau khi thức dậy không biết đã qua bao lâu rồi, lập tức rời đi. Nhưng anh ta mở cửa thì lại gặp anh da đen quay về. Mark đã bị đánh. Ngay khi Mark sắp không xong, cây dùi cui điện đã cứu anh ta. Mark đã trói anh da đen lại và yêu cầu anh ta nói ra vị trí của chiếc đồng hồ nổi tiếng. Chỗ này đều rất đáng tiền. Nhưng một lúc sau, anh em của anh da đen đã gõ cửa. Không còn cách nào, Mark chỉ có thể biến thành anh da đen, cùng họ ra ngoài làm việc. Anh ấy nhìn thấy chị của anh da đen, chị đã lấy ra một tấm vé để anh ta dọn dẹp các cửa hàng trên một con phố, tự mình sở hữu bất động sản. Và khi Mark mang tiền trở lại nhà anh da đen, trong nhà lại có một người. Sau khi đánh nhau, gót của đôi giày đã xuyên qua cổ anh da đen. Anh da đen bị giết ngay tại chỗ. Mark cảm thấy mình đã mang trọng tội, sau đó đã đi tự thú. Nhưng khi anh ta đưa cảnh sát trở lại nhà của anh da đen, thi thể và mọi dấu vết đã biến mất. Nhưng lúc anh về nhà thì thấy rằng số tiền của anh da đen mà anh ta lấy được và đôi giày cao gót đó, tất cả đều gọn gàng trên bàn. Anh ấy định đem tiền trả lại, nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì bị người hàng xóm Jimmy kéo lại. Ông ấy lo Mark đi không trở về, nhưng Mark vẫn quyết tâm. Anh ấy tìm đến đàn chị, đưa tiền cho cô ấy. Nhưng vì chuyện mất tích của anh da đen, chị ta đã nghi ngờ thân phận của Mark. Mark bị đánh ngất đi, lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị đặt ở phía sau xe. May mà chiếc giày ở bên cạnh anh ta. Vậy thì khuôn mặt của người chết làm hai người họ sợ hãi. Xe dừng bên đường vì mất lái, Mark đã chạy thoát thành công. Anh ấy vừa nghe thấy ở trong xe đàn chị định giết một ông già, Mark định ngăn chặn âm mưu này. Nhưng ông lão kiên quyết không chịu rời đi sau khi biết chuyện. Vì vậy, Mark đã đi đôi giày của ông già, dùng hình dạng của ông ta để đi gặp đàn chị. Anh ta cho biết sẽ chuyển đi với giá 100.000 đô la. Chị ta đã đồng ý rất nhanh. Nhưng khi cô ấy đến nhà ông già vào ngày hôm sau thì phát hiện ông già không chuyển đi. Chị ta không nhịn được, tiếp tục đe dọa người ông bằng những lời lẽ cay độc. Nhưng không ngờ rằng người đứng sau cánh cửa đã mang đến cho cô một bất ngờ. Những gì chị ta nói vừa rồi đã được ghi lại. Điều này đã phá bỏ hoàn toàn âm mưu của họ. Kết thúc câu chuyện, người hàng xóm Jimmy cởi giày trước mặt Mark, biến thành bố của Mark. Hóa ra hồi đó ông ấy gây thù với người khác, chỉ có thể biến thành diện mạo của người khác để tránh kẻ thù. Và ông ấy đã luôn bên cạnh vợ và con của mình, âm thầm bảo vệ họ. Thi thể của anh da đen cũng là do ông ấy xử lý. Hơn nữa, có rất nhiều người như họ trên thế giới này, nhưng cũng có những người tốt và người xấu. Và câu chuyện kết thúc tại đây. Phim Anh Chàng Đóng Giày năm 2014 vô cùng sáng tạo, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng cốt truyện tổng thể hơi tầm thường, nhưng nó vẫn là một bộ phim đáng xem.